Dạ vâng ạ, thưa kính chào chị. À, vâng, theo được biết chị là vợ của anh Vĩnh Lưu. À, chị cho biết đi, chị tên là gì ạ? Em tên là Lê Thị Thập. Vâng, anh chị cho biết hiện nay chị ngủ ở đâu? Dạ, em gia đình em đang ngủ ở đường Niên Khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân ạ. Chị cho biết cái trường hợp mà có một cái lực lượng an ninh họ vào nhà chị bắt vào cái ngày Chủ nhật vừa qua, thì cho biết trong ngày hôm đó là ngày bao nhiêu tháng mấy ạ? Cái ngày hôm đấy là cái ngày mùng 6 tháng 11 năm 2016, thì vào trưa hôm chủ nhật thì lúc đấy là nhà em cả nhà đang ngồi ăn cơm. Thế và đang ngồi ăn cơm, vừa đang ăn cơm thế này thì đột nhiên có mấy người mặc thường phục vào, xông vào và khống chế bắt đánh nhà em và đưa đi. Thì cả nhà em đang ngồi ăn cơm như này thì họ xông vào, họ khống chế và đánh bắt nhà em. Thì đột nhiên cả nhà đang ngồi ăn cơm này thì có người xông. Bây giờ lúc đấy là 12:30 ạ. 12:30. Thế đang ngồi ăn cơm như thế này thì đột nhiên mà bị đánh bắt như thế. Thế xong mẹ con em thì rất chi là hoảng. Thế mà con nhỏ nhà em thì nó sợ quá, nó hét ầm lên, nó bảo mẹ mẹ, bố con là người tốt sao tự nhiên lại có người ta lại xông vào đánh bắt bố con. Thế thì anh xông vào đánh bắt như thế và trên bàn ăn là có mấy cái điện thoại là họ thu đi hết. Thưa chị cho biết thì họ ập vào nhà chị khoảng bao nhiêu người và họ mặc thường phục hay là mặc sắc? Họ ập vào nhà em là 5-6 người và mặc thường phục. Thế và bắt anh Vịnh, bắt đánh anh Vịnh mang đi. Thì lúc đấy là vừa mặc thường phục và sắc phục, lúc đấy mới ập vào nhà em khoảng hơn chục người. Hơn chục người lúc đấy thì bắt đầu là mới lại có người mặc thường phục ạ. Thì mới điện thoại cho công an phường và công an khu vực đến. Thế mà lúc đấy bắt đầu mới lại điện thoại cho bên ở đâu là mang giấy triệu tập và giấy bắt lệnh khám nhà và giấy bắt khẩn cấp. Thế xong thì gần 2 tiếng sau á thì họ lại đưa anh Vịnh về. Và lúc đấy là đồng thời là cầm cả giấy khám nhà và lệnh bắt đến. Lúc đấy bắt đầu mới đọc lệnh bắt và khám nhà. Có nghĩa là họ ập vào họ đánh đập xong rồi họ dắt đi, 2 tiếng sau họ mới quay lại để họ có lệnh bắt. Vâng ạ. Vâng ạ, khám nhà. Vâng ạ. Vâng ạ, xin kính chị kể tiếp với trường hợp thì họ nói anh Vịnh Lưu về tội gì và họ đọc lệnh như thế nào, ở điều bao nhiêu chị có nhớ? Thì lúc đấy là họ mới đọc lệnh bắt là anh Vịnh Lưu về cái tội là âm mưu lật đổ chế độ của nhà nước, về điều 79. Về điều 79 và lúc đấy là họ đọc lệnh xong như thế, xong rồi họ đọc lệnh khám nhà. Thưa chị, từ ngày anh Vịnh Lưu bị bắt tới nay là bao nhiêu ngày rồi chị? Dạ, hôm nay là ngày 11 thì chị, anh ấy bắt từ hôm trưa mùng 6, hôm nay là 6 ngày ạ. Vâng, thì chị có đi đến liên hệ với các cơ quan công quyền mà để họ đang giữ anh Vịnh Lưu ở đâu, chị cho biết? Dạ, lúc mà trước khi đưa anh Vịnh chồng em đi thì em có hỏi, em bảo là bây giờ các anh các chị đưa chồng em đi đâu, thì mới đầu là họ vòng vo, họ không muốn nói. Thế em bảo là như thế này là không được, nếu mà đưa chồng con của gia đình em đi thì phải cho em biết rõ địa chỉ, thì chúng em mới, gia đình em, mẹ con em mới đồng ý. Còn đâu mà đưa đi mà không biết rõ địa chỉ thì đưa đi để thủ tiêu chồng em thì sao, nên là chúng em sẽ không đồng ý. Thế thì lúc đấy họ mới cho em biết là đến số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, công an thành phố. Thế và trong lúc đấy là có chị mặc thường phục. Chị mặc thường phục thì chị nói là đến sáng thứ hai là sẽ có giấy thông báo và các giấy tờ liên quan đến anh Vịnh họ sẽ gửi đến gia đình cho em biết. Thế nhưng mà từ hôm thứ hai đến em chờ hết ngày thứ hai đến sang ngày thứ ba không thấy có. Thế đến chiều thứ ba thì em mới lên công an thành phố em hỏi thì lúc đấy họ
nói ở em ngồi ở phòng tiếp dân thì họ nói là nói em phải viết giấy yêu cầu gặp người nhà, và em cũng làm theo và em viết giấy yêu cầu gặp người nhà. Thì lúc đấy họ nói là để họ tìm hiểu xem là đang ở đâu, và họ hẹn em là 3 ngày sau đến chiều thứ sáu là đến là họ trả lời. Thì từ hôm đấy đến giờ là chưa thấy có điện thoại và trả lời cho em, và em cũng chưa được gặp chồng em. Như thế nào? Vâng, từ hồi chồng chị bắt đến nay chị đến cái cơ quan công quyền mấy lần rồi? Dạ, em có đến chiều thứ ba em đến, và họ hẹn là đến chiều thứ sáu em đến. Thì là chiều thứ là em sẽ chiều thứ sáu là em sẽ lên. Nơi đó là cơ quan nằm ở địa chỉ nào ạ? Nơi đấy là công an của thành phố, địa chỉ là số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Vâng, thưa chị, cho đến nay thì chú có gửi quà hay là đồ đạc gì cho anh Vĩnh Lô ở trong nhà giam hay không? Dạ, lúc mà họ nói em là viết giấy yêu cầu để gặp người nhà đấy, thì họ có trả lời em là cứ về nhà để họ sẽ và lưu lại số điện thoại. Người ta sẽ tìm hiểu xem là có người nhà em ở đấy hay không, thì họ sẽ liên lạc. Thế nên là không phải đến. Thế nên là em vẫn cứ chờ và để chờ kết quả, chứ còn em không được gặp và không biết gì hết ạ. Theo cảm nghiệm của chị và chứng kiến của chị vừa qua bắt anh Vĩnh Lô, chị có ý kiến gì đối với Bộ Công an và các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh? Cũng... Những cái việc như thế này đấy, là em chỉ có một cái yêu cầu là nếu như chồng em mà có sai phạm một cái vấn đề gì thì cũng phải có một cái lệnh bắt hoặc là cái giấy triệu tập trước khi bị bắt. Thế nhưng mà không hề có giấy triệu tập và không hề có lệnh bắt, đột nhiên mà có người đến ập đến đánh bắt chồng em như vậy thì gia đình em rất chi là bức xúc đấy. Mẹ con em mà trong cái đó này, bắt trước mặt mẹ con em mà trong con em rất chi là nhỏ mà bị đánh đập như thế, thì trong cái ký ức của các con em nó sẽ bị ảnh hưởng như rất chi là nặng nề về tâm lý đấy, để nó nhìn hình ảnh về những người an ninh, những người công an để giữ gìn cho nhân dân mà lại hành động những cái hành động như thế, thì con mẹ con em nó rất chi là cũng không hài lòng thế. Và mong sao chính quyền và công an thành phố làm những cái việc như giúp, không nên làm những cái việc như trên như thế. Thế mà làm như thế thì để cho mẹ con em là rất chi là không đồng tình, và mẹ con em rất gây cho hoang mang cho con cái em. Nhưng mà trong khi đó thì chồng em rất chi là người tốt, chứ không phải là mang tội hay là đi trộm cắp hay là đi buôn bán một cái vật gì mà bị ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người, ảnh hưởng đến quốc gia. Dạ, em cũng mong được các ban ngành và các tổ chức quốc tế là lên tiếng giúp đỡ chồng em. Vâng, xin cảm ơn chị.